Cách sử dụng sách hướng dẫn sử dụng trên Samsung Tab A8 2017 đi ha. Các bạn như một cài đặt. Chọn mục sách hướng dẫn sử dụng. Khi các bạn bấm vô một cái mục sách hướng dẫn sử dụng này á, rồi là nó sẽ tự động liên kết qua cái mục gọi là cái mục website của Samsung. Trong này có những thông tin cơ bản này. Đó, như pin nè, hướng dẫn pin như thế nào, về sạc pin thì như thế nào. Đó, thiết lập lần đầu nó hướng dẫn chi tiết như thế nào. Đó, rồi ngoài ra trong này nó có một hướng dẫn về các ứng dụng và tính năng. Đó, tính năng list này, giới thiệu này. Đó, rồi khởi chạy như thế nào này. Đó, hướng dẫn về một cài đặt. Cài đặt này có những nội dung gì nó sẽ hiện ra hết cho mình. Và lưu ý giúp mình ha, là không muốn sử dụng được cái này thì các bạn phải có mạng để nó load qua, không chỉ cập bên web nó lấy lại. Rồi, vậy là mình đã thao tác thành công cách sử dụng điện thoại của mình.